Hello everybody, welcome to HeoVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh HeoVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game rất là hay ha. Ok, rồi đây là con Đào Hoa Kiếm nha anh em. Đào Hoa Kiếm full tab. Đây là bản Đào Hoa Kiếm 2 ha, Việt hóa full nha anh em. Đó, và free rất là ngon nha. Đấy, đồ họa khá là đẹp. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi Nguyệt Lân đi. Lúc nào cũng vậy, game này là khoảng 60 đến 70% là heo hết chơi cái nhân vật này anh em. Và đồ họa cái kỹ năng của nó khá là đẹp. Ok, vô nào. Cái thể loại game này thì game cũng hướng dẫn và giới thiệu cho anh em khá nhiều rồi ha. Thì anh em cũng khá rành cái con game này rồi. Và con game này cũng không có xa lạ gì với nhiều anh em chơi game lậu ha. Nên là chúng ta hôm nay chỉ đi xem là server này free những gì ha. Và ưu đãi cho chúng ta những gì thôi ha. Ok, mở góc tự do. Đó, cho nó đi đặng cho mình nhìn cho nó đẹp chứ đúng không? Đó, chơi game mà cũng phải đã con mắt nữa chứ. Rồi để cho nó chạy nhiệm vụ đầu game đi anh em. Đó, và bây giờ chúng ta đến thông tin của server ha. Đây, thông tin của server đây là trang chủ nha anh em. Khai mở S3, open 19 giờ ngày 31 tháng 12 nha. Code server 3 là Đào Hoa Kiếm 3 nè, máy chủ 3 nè. Máy chủ mới chứ, rồi tân hữu 3 nè. Wow, một con game có 3 cái code. Nhưng mà heo đang ở server 2 ha. Thì chúng ta sẽ nhập mấy cái code này. Đó, 3 cái code luôn. Đào Hoa Kiếm, máy chủ mới và tân hữu nha. Rồi, ok. Cái fanpage của game đâu rồi ta? Đây là fanpage của game nha anh em. Đó, kéo xuống coi thông tin của server. Đây, khai mở máy chủ 3. Đó, lúc 19 giờ ngày 31 tháng 12 2020 ha. Trang chủ tải game nè. Đó. Rồi có tân hữu, có server mới rồi. Đây qua chào mừng khai mở server là chúng ta được tặng 500.000 kim nguyên bảo cộng VIP 6 nha. Rồi 5 túi ngọc level 7 ngẫu nhiên, 100 tọa kỳ đan. 1.000 tọa kỳ đan và 1.000 trang bị hăng tinh thạch nha anh em. Đó, game siêu nhẹ, cài cuốc, đánh boss, ra đồ cực vip, cái kiểu con đại điểu này nha. Đấy. Rồi event truyền tin nè. Đó, ra mắt Đào Hoa Kiếm nhận ngay 50k xu. Đó, event like share này nọ nè, xong rồi anh em sẽ nhận được 50.000 xu web nữa nha. Đấy, 50.000 số web thì chúng ta có thể ăn được khá nhiều quà nạp nha anh em. Ok, ok, rồi vô game nào. Vô túi cái đậu xanh. Nè đó, 500.000 kim nguyên bảo nó có trong gương rồi ha. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần vô mà cắn túi VIP này nọ nữa thôi. Đúng rồi, đâu rồi. Đây, nè túi VIP nè. Dùng cái chưa lâu vậy, đâu rồi, dùng. Ok, dùng rồi, lên được VIP 6 để bấm cho nó thu hồi tự động cái. Rồi ok, để cho nó tự thu cho nó đừng có full túi cái, nó full túi nhanh quá. Đây nó cắn cái cục đó vào thì chúng ta sẽ nhận được quà nạp ha. Và anh em làm event thì sẽ nhận được 50.000 xu web nữa nha. Và 50.000 xu web này thì chúng ta có thể cắn từng ngày, mỗi ngày 10.000 cũng được, để nhận quà nạp hàng ngày. Không thì chúng ta có thể ăn liền một lúc luôn để cho nó kích hoạt full cái móc nạp ha. Ok, ok. Đó, thích nhất cái con nhân vật này là vậy đó anh em. Đồ họa nó đẹp lắm. Cỡ nào cỡ, nó đánh nào cũng đẹp hết nè. Trời ơi, nó đứng không là đã thấy đẹp rồi. Đó, VIP 6. Và con game khá là mượt. Đó. Đánh với boss, con boss Sida phải lờ. Đó, thấy không? Boss Sida lắm. Ôi giời ạ. Rồi, để heo nhận hết mấy cái móc nạp và quà nạp này cả nha anh em. Đây, 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 đây. Đó, chúng ta nhận nè. Wow, wow, wow. Thôi, thôi, bộ hơi trang đẹp quá anh em. Trời ơi, lung linh nè. À, lung linh nè. Trời ơi, lung linh, lung linh, lung linh. Phải, cả lung linh. Thơm đấy. Nhìn thôi đã thấy mùi thơm rồi ha. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, quà nạp nữa nè. Đó. Đó, chúng ta có thể nạp mỗi ngày hoặc là chúng ta có thể gom là một cục và nạp ha. Rồi, quà VIP nữa nè. Đó, VIP, 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 VIP. Heo sẽ nhận hết. Ok, ok, baby. Đó. Ôi, đi nhận code đi anh em. Nãy giờ Lobu quá quên ha. Rồi, đây, viết code nè ha. Rồi, heo ở server 2 nè. Đây, có nó có ghi code đây luôn nè. Đó, nhập vô. Có lỗi trong quá trình sử dụng code gì đây? Hay là cái ạc này hôm bữa heo ở server 1 rồi nay nó không cho qua server 2 ta? Chắc vậy quá. Code là chắc mỗi server là chúng ta đều dùng ở một server khác nhau nha. Mỗi tài khoản là chỉ nhập được code một lần hay gì đấy. Ok, ok. Cũng được. Hơi buồn nhưng không sao, không sao. Tiệm nè, tiệm bán đồ khá là rẻ nha anh em. Nói chung là cũng không có mắc mỏ gì đâu. Đó, bán đồ là giá chỉ có 10 kim, 5 kim. Má hời, buổi này mà bán đồ còn có 5 kim. Trời ơi, má nó còn 2 kim nữa chứ. Trời ơi. Bán cả bông hồng có 2 kim. Giờ mà bán về lấy về ăn ta. Rồi xu quét nè. Đó, chỉ có 10 thẻ quét xu hả? Chỉ có 10 kim thôi. Vậy cái mắc nhất trong này là đâu rồi? Cái nào mắc nhất ta? Chắc là bó hoa yêu thương này rồi. 8.800 nhưng mà vẫn còn rẻ anh em. Chúng ta được free 10.000 kim nguyên bảo không khóa nè. Đây, khá là rẻ. Rồi nhìn xung quanh coi. Vâng, đây là vé tủ áo nè. Vé này chúng ta có thể đổi ngoại trang các kiểu ha. Rồi không thì chúng ta mua con gà về cưỡi. Đó, tiên phù đồ các kiểu. Kim nguyên bảo không khóa là cũng giá 5 kim, 10 kim anh em. Khá rẻ. Nói chung đồ cũng không có mắc ha. Shop ok, quá rẻ. Đó. Chơi được nha. Một con game khá ok ha. Nói thiệt chứ giờ mấy con game này heo thấy cũng không còn ai mở hết anh em. Nên nói chung là với lại một con game mà siêu mượt như vậy thì chơi khá là ok. Và heo thấy có tuy là server đã, này là server 2 nha. Nhưng mà cũng có khá nhiều anh em vào chơi nè. Nó đang làm nhiệm vụ các kiểu con đại đẻo nè. Đó, đâu phải riêng một mình heo đang chơi đâu anh em. Được, tính ra cũng được. Thấy cũng ok ha. Rồi đây nhắc lại luôn là thông tin server 3 là open 19 giờ ngày 31 tháng 12 2020 ha. Máy chủ là đào hoa kiếm 3d.com nè. Đó, code cái kiểu nè. Anh em nào đã chơi ở server 1 và server 2 rồi thì tạo ạc mới để nhập code nha. Ok, ok. Rồi, đó. Lên cái cảnh rồi hả? Ok. Free rất là nhiều ngoại trang nha. Và đừng quên làm event để làm cái event này nè, truyền tin nha. Để nhận 50.000 xu web nha anh em. Đó, xu đó anh em có thể cắn từng ngày. Không thì chúng ta có thể cắn từng cột. Không thì chúng ta có thể cắn y cục cũng được nha. Đấy. Game free được. Nói chung là không bị lõn game anh em. Chứ có bao nhiêu thì free hết. Thì tới gần đó rồi bảo là ôi trời ơi game gì mà chơi chút xíu lõn mẹ nó rồi. Đấy, ok ha. Rồi, hay thì nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha. Ok, ok anh em. Rồi, thôi. Bye bye anh em ha. Rồi, link và thông tin này nọ heo để dưới phần mô tả nha. Rồi, anh em nào có chơi thì vào tải ha. Đó, nhớ nha. Nhớ nha, nhớ nha, 19 giờ ha, anh em vào đũa top để có xe bờ mới cho anh em chơi. Rồi, ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đánh quái làm nhiệm vụ cũng rớt kim nè anh em. Ok, thôi bye bye.